Sự tích con muỗi. Có hai vợ chồng nhà nọ yêu nhau rất mực. Ngày mới lấy nhau, họ đã từng ăn thề, hẹn không bỏ nhau. Nếu không may một trong hai người chết đi, thì người kia sẽ chết theo để xuống âm ti cho có bạn. Sau đó không lâu, người vợ trẻ tự cái chết mang đi một cách đột ngột. Người ta không thể tả được cảnh đau thương của người chồng. Anh chàng đã mấy lần toan tự tử, nhưng bị người nhà ngăn trở và canh phòng ráo riết. Hôm sắp sửa cất đám, bỗng có một đạo sĩ đến bày cho chàng phép cải tử hoàn sinh, mà theo lời ông ta đã từng có nhiều người dùng phép đó cứu người chết sống lại. Phép của ông ta rất giản dị, chỉ cần người sống gan dạ và kiên trì một chút là được. Nghĩa là người sống mỗi lần, ba lần ôm ấp và truyền hơi ấm của mình cho tử thi. Làm luôn như thế không nghỉ ngày nào, chỉ trong khoảng 3 tháng 10 ngày là người chết sống lại. Người chồng cảm ơn đạo sĩ và làm đúng như lời dặn, hy vọng đưa người yêu trở lại cõi thế. Anh ta ngày ngày ôm ấp vợ, truyền sức nóng, hơi thở của mình vào cái xác đã lạnh toát. Nhưng sau đó 3 ngày, mùi thối của tử thi bay ra khắp xóm, làm cho mọi người không chịu được. Họ kéo nhau đến nhà, bắt anh phải chôn lập tức. Bất đắc dĩ, người chồng nhờ xóm giềng chặt nứa làm giúp một cái bè để mình đưa xác vợ đi một nơi khác. Nhiều người vui lòng giúp anh chàng trong việc này. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã chở người yêu đi biệt. Chiếc bè theo dòng nước trôi mãi, người chồng vẫn ngày ngày ấp ủ vợ. Cái tử thi đó trông vẫn như người nằm ngủ. Lòng anh chàng tràn trề hy vọng. Đến một nơi kia, anh ta cắm bè lại kề một bãi cỏ rộng, lên bồn nấu ăn. Tình cờ trong khi đi nhặt củi, anh ta gặp một cụ già. Nhìn thấy ông cụ chống gậy đi một mình giữa cảnh trời nước hoang vu, lại râu tóc trắng xóa, hình dung không có gì lam lũ. Chàng trẻ tuổi lấy làm ngạc nhiên. Hắn đang suy nghĩ thì thoáng một cái, ông cụ đã đứng trước mặt. Hiểu ngay đó là bậc tiên Phật, hắn vội phục xuống chân cụ già rồi kể lễ sự tình. Cuối cùng không quên cầu khẩn ông cụ xin làm cho vợ mình sống lại. Thấy hắn nài nỉ hết sức. Đức Phật. Vì chính cụ già đó là Đức Phật. Theo xuống bè, bảo hắn chích máu ngón tay nhỏ 3 giọt vào miệng vợ. Tự nhiên người đàn bà mấp máy môi rồi từ từ ngồi dậy như vừa tỉnh một giấc mơ. Đức Phật trước khi ra về có hỏi người vợ. Anh chàng này cho vay 3 giọt máu để ngươi được hồi sinh. Vậy nhà ngươi có yêu anh ta chăng? Trước câu thề bội nặng nề của người đàn bà, Đức Phật bảo. Không can gì. Nếu không yêu nữa thì chỉ có việc trả lại 3 giọt máu cho anh ta thôi. Thấy bọn họ nóng lòng trở về quê hương, Đức Phật gọi một con cá sấu khổng lồ từ dưới nước lên, bảo chở họ đi. Cá sấu vượt xong được nửa ngày đường thì bụng đã đói. Nó bảo hai vợ chồng lên bộ để nghỉ ngơi, để nó đi tìm cái ăn. Hai vợ chồng dắt nhau vào quán cơm. Trong quán hôm đó có một người khách thương sang trọng. Hắn ta thấy nhan sắc người vợ diễm lệ, ít có ai sánh bằng, thì bỗng nảy âm mưu chiếm đoạt. Hắn lân la lại gần, đưa các mẫu hàng tơ lụa và đồ trang sức ra chào khách. Tuy chào khách, nhưng kỳ thực là để tán tỉnh người đàn bà đẹp. Hắn nói trong thuyền hắn đậu ở gần đấy còn có nhiều món hàng nữa rất quý giá và rất rẻ. Hắn mời họ xuống xem. Nhưng người chồng thì chẳng thiết một tí nào. Cơm nước xong, chàng bỏ mặt người khách thương, dắt vợ ra bến vắng, ở chỗ hẹn với cá sấu, ngồi đợi. Họ ngồi dưới bóng cây trò chuyện một chốc, rồi vì mệt quá, ngủ quên lúc nào không biết. Họ cũng chẳng ngờ rằng sau lưng họ, người khách thương kia vẫn theo hút không rời. Khi thấy hai người nằm ngủ, hắn đi nhẹ nhẹ đến thức riêng người vợ dậy, mời nàng xuống thuyền đậu kề đó để hắn biếu một món trang sức rất đẹp. Thuyền của tôi chỉ cách đây 10 bước, bà không đợi lâu đâu. Nghe nói thế, lòng người đàn bà chuyển động.
Nàng đứng lên, đi theo người khách thương xuống thuyền. Bọn thủy thủ nhổ neo và dông thuyền chạy mất. Lại nói chuyện cá sấu, lúc ngồi lên chỗ hẹn thì thấy chỉ có một mình người chồng, bấy giờ vẫn đang ngủ say. Cá sấu thức hắn dậy hỏi chuyện. Anh ta ngơ ngác không hiểu thế nào. Một mất mười ngờ, hắn đổ tội cho cá sấu đã ăn thịt mất vợ mình. Để giải mối ngờ, cá sấu mới bảo hắn kiếm cây luồn qua miệng mình, khua trong dạ dày xem thử cho biết. Anh chàng làm theo, chỉ thấy trong bụng cá sấu toàn là xương cá và đá cuội, mới biết mình ngờ sai. Tìm khắp mọi nơi chẳng thấy vợ, hắn trở về bến, ôm đầu kêu khóc rất thảm thiết. Cá sấu thương tình, bèn bảo hắn cưỡi lên lưng, để nó chở đi đuổi theo những chiếc thuyền vừa qua lại ngang đây dò tìm tung tích. Sau mấy lần dò hỏi, người ta cho biết một chiếc thuyền buồm vừa đi qua có một người đàn bà trẻ và đẹp. Họ tả nét mặt và hình dạng thì đúng vợ chàng. Cá sấu bèn cố công đuổi riết. Khi nhìn thấy vợ ngồi trong thuyền khách thương, người chồng nói giọt vào. Nàng cứ nhảy ra đây, tôi không thể sống xa nàng được. Tôi sẽ làm cho nàng sung sướng. Nhưng người vợ bảo chồng. Chàng về đi, em đành phụ chàng. Chàng tha thứ cho em vậy. Rồi đưa ra cho chồng một gói vàng. Chàng nhận lấy cái này và coi như em đã chết từ hôm nào rồi. Vừa bực tức vừa thất vọng, chồng ném gói vàng xuống nước, nhờ cá sấu đưa mình trở lại tìm Đức Phật. Khi Đức Phật gặp bọn họ, liền dục cá sấu hối hả rượt theo chiếc thuyền của khách thương, để cho anh chàng thức tình đòi lại ba giọt máu của mình. Lại nói chuyện người đàn bà, sau khi chích máu ở tay để lấy ra ba giọt trả nợ cho chồng, thì ngã vật xuống chết ngay. Người khách thương hết sức chữa chạy, nhưng vô hiệu. Rồi đó, hắn ném xác nàng xuống biển. Nhưng do phép màu của Đức Phật, người đàn bà ấy quá thành con muỗi. Vì thiếu máu nên lúc nào muỗi cũng lén lút đi chích trộm của người một tí để sống. Luân hồi vay trả trả vay, có vay có trả, có sai bao giờ. Tân Phu Dương. Tần cư sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật. Tuổi còn trẻ đã là thầy dạy cắt uốn tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà, đến nay phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần cư sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ, không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống, niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên. Trời ơi! Tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi! Tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi! Quan Thế Âm Bồ Tát! Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên, bên phải giường bệnh. Chỉ riêng Tần cư sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi. Hơn nữa, còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này, toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang cười mỉm, đã an lành, vãng sinh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vì Tần cư sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện, tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng. Giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn lánh hiện thực để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt, kể là do gây gổ cùng chồng. Bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi, hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay, nếu không, bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, Tần cư sĩ òa khóc, kể lể.
Tôi hay ngủ trong tòa nhà ba phòng, mới mua hồi nửa năm trước, với giá 40 vạn. Tiền này hoàn toàn do tôi kiếm được. Tôi cùng chồng sống chung. Khi đi coi, thấy nhà ưng ý, nhưng do bận việc bề bộn, nên tôi giao ông xã giữ tiền và là thủ tục mua nhà. Không bao lâu thì đã có chìa khóa nhà mới. Tôi cho rằng nửa đời chịu cực chịu khổ của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng ai không ngờ, 3 ngày trước, do một đêm khuya, chồng tôi về nhà và bảo: Sáng mai á, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp. Nếu không á, thì phải ra khỏi nhà. Chẳng phải, tôi đã đưa đủ 40 vạn cho anh mua nhà rồi sao? Còn đòi 20 vạn nào nữa? Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn. Còn 20 vạn á, tôi đem mua cổ phiếu kiếm lời. Nào ngờ, bị mất hết. Để gỡ gạc, tôi đã thế chấp ngôi nhà này, mới lấy 20 vạn. Ai dè, cũng thua sạch luôn. Bây giờ người ta đòi tiền. Không có tiền á, thì người ta bắt mình ra khỏi nhà. Tôi cảm giác như sấm đổ bên tai. Vừa trách ông xã chơi cổ phiếu, sao không bàn trước cho tôi? Nào dè, ông không những chẳng biết lỗi, còn đánh tôi nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay. Bà sụt sịt nói: Tôi thật khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ là trước đây mình thiếu nợ ổng, nên đã ráng nhịn nhục cho êm chuyện gần 20 năm nay. Trong nhà, mọi việc ăn mặc ở, tất cả đều do một tay tôi đi làm kiếm tiền cung ứng. Lẽ nào vẫn chưa đủ trả nợ cho ông? Bây giờ, nếu như phải đền tiền, thì thẩm mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa. Tôi thực nghĩ không thông. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng Diệu Pháp giảng cho tôi nghe, để hiểu rõ về nhân quả. Như vậy, tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch. Dừng một chút, cho tâm tư bình tĩnh, sau đó, Tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà. Em trai tôi, từ lúc giải phóng, thì bị điều về quê. Sau đó, người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà, mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để cầu giúp. Bà vợ lão cục trưởng vừa nhìn thấy tôi, thì tỏ vẻ rất nhiệt tình. Hỏi dông dài một hồi, bà liền thuyết phục chồng nên mau chóng thu xếp việc này giúp chúng tôi. Sau đó, một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng. Em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi và con trai cục trưởng gặp nhau. Tất nhiên là tôi không ưa cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt. Nhưng do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố, nên tôi bắt buộc phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi, hai bên đều không có cảm giác và không nói năng gì. Nhưng thấy ông ta có học thức, nên cũng không đến nỗi phản cảm. Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân do đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà xin được một công việc làm mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi tân lang trút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân ông ta nổi đầy lốm đốm lục cục lòn hòn, nhìn giống như là phong cùi hay là dãy nến vậy. Định thần nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi. Gã nam nhân là chồng tôi, trừ mặt, cổ và tay ra, khắp mình da bị bệnh, nổi một sần sùi và bông lên như vảy cá. Tôi đứng như quá đá, lòng đầy kinh hoảng, mắt tuôn lệ đầm đìa. Nghĩ mà xem, từ nay về sau, tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống như vậy? Tôi dám chắc là các cô gái khác mà thấy tân lang kinh khủng như thế này, thì có đứa xô cửa mà bỏ chạy. Nhưng giờ tôi không có can đảm đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ,
lại nghĩ đến tiền đồ của em trai và những lời dèm chê của dư luận xã hội, nên đành cúi đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này tôi mới vỡ lẽ và hiểu ra vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình dồn dã giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó, tôi khuyên chồng nên đi trị bệnh. Ông nói, hồi trước có trị qua rồi, nhưng mà không có kết quả, nên chẳng muốn đi nữa. Vì không thích bị người chê cười, rất là mất mặt. Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ông, nhưng thấy đều không có kết quả. Tôi lại khuyên ông đi bệnh viện. Thế là ông đánh, ông chửi tôi. Càng khổ hơn nữa là tôi vô phương, đồng sàng cùng ông. Ông vừa tới gần là tôi đã chán ghét muốn nôn. Có thể điều này làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn của ông, nên ông đối với tôi càng vũ phu, thô bạo, lọc tôi đầy vết thương. Cưới ra chưa được bao nhiêu ngày, chúng tôi phân phòng ngủ riêng. Sau đó tôi mang thai, sinh một con gái. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là một người đã thọ qua nền giáo dục đại học, lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp. Vậy mà, ngay cái chút tập quán vệ sinh tối thiểu, anh ta cũng không có. Chén bát ăn bỏ sót đầy, quần áo thì bà đâu dứt đó. Cởi vớ, chỗ nào thì quăng chỗ đó. Mười mấy năm nay, chưa từng thay đổi. Nếu như không thúc giục, thì ngay cả tắm rửa, ông ta cũng chẳng màng. Đối với những tật xấu này, tôi chỉ cần biểu hiện chút bất mãn, thì sẽ lập tức lãnh ngay một trận đòn nhừ tử. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho là chúng tôi là trai tài gái sắc, là tiểu gia đình êm ấm. Nào có biết là tôi đây, bề ngoài cười đủ, bề trong khóc thầm. Có lần tôi đi Thanh Đảo làm việc, ngủ tại một khách sạn ven biển. Tối đó tôi nằm thoải mái trong phòng, lắng nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng vào. Trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, tôi bất giác nghĩ đến số phận của mình, không kìm được, lệ rơi đầm đìa, tuôn ướt gối. Lăn lộn mãi, vẫn khó có thể chợp mắt. Tôi trách trời xanh, đối xử quá bất công, đem gả tôi cho một nam nhân vũ phu tồi tệ, đáng chán kinh khủng như vậy. Lẽ nào, đây là định số mà con người thường nói? Bỗng dưng, tôi nhớ tới truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm ở Nam Hải. Nghe kể rằng, ngài rất đại từ đại bi, hay cứu khổ cứu nạn. Lẽ nào, ngài lại không cứu giúp cho tôi? Vì sao số tôi khổ như vậy? Ngoài sông, tiếng sóng biển ào ào gầm vang, như thể muốn an ủi, ban cho tôi hy vọng. Tôi ngồi bật dậy, mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn, đi đến bờ biển. Trong đêm khuya, mình tôi dạo gót chậm chậm trên bãi cát cô tịch, không một bóng người. Tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao. Lòng muốn khóc, nhưng lệ không chảy nổi. Đột nhiên, tôi mơ hồ trông thấy Đức Quan Thế Âm cưỡi trên lưng một con cá đứng nơi ven biển. Giây phút này, bao oan khuất, tủi nhục, oán hận và hy vọng trong tôi đồng loạt trào dâng như suối. Tôi quỳ xuống trên cát, vọng hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát và bật lên tiếng khóc thật to. Lòng tha thiết mong ngài cứu giúp,
đem tôi ra khỏi chúng trần ai khổ ải này. Sau đó, thì tôi được quen biết Tôn Huynh và quy y Phật môn. Có lẽ là trời cao đã nghe tiếng vang cầu cứu của tôi nên đáp ứng. Thế nhưng, dù tôi tụng kinh bái Phật nhiều đến mấy, vẫn chưa khiến hôn nhân thê thảm của tôi chuyển mình tốt. Rốt cuộc là, kiếp trước tôi thiếu chồng tôi bao nhiêu nợ, mà làm thế nào cũng không trả xong vậy. Tôi nghe nói gia đình giám đốc Kim cũng gặp vấn đề rắc rối khó giải, đã nhờ hòa thượng nhiều pháp giúp cho rồi. Vậy Tôn Huynh có thể hỏi giúp giùm tôi không? Nếu không, tôi thật là chẳng thiết sống nữa. Nghe Tần cư sĩ khóc kể chuyện mình mà đau lòng, nhìn bà tinh thần tuyệt vọng, tôi khó mà tin ách vận sao có thể giáng xuống đầu một phụ nữ thiện lương, hiếu thuận, đảm đang, chu toàn trách nhiệm như vậy. Càng tìm không ra lời để an ủi bà, tôi không thể từ chối, là một lần nữa đành phải gấp rút gọi điện cho sư phụ cầu trợ giúp. Tôi ấn nút loa vang để mọi người có thể nghe rõ lời sư phụ khai thị. Tiếng sư phụ hiền hòa vang lên. Vào khoảng 100 năm về trước, có người đàn ông dắt theo đứa con gái nhỏ đến một tiểu trấn nọ, mở một quán ăn để xin nhai. Một bé gái này bị bệnh, đã qua đời. Chủ quán sợ mình tục huyền sẽ khổ con thơ, nên quyết ở dậy. Hôm nọ, ông đi ra ngoài, trên đường về gặp thằng bé, khoảng 5-6 tuổi bị người bỏ rơi. Lão chủ bèn tính toán. Số cơm thừa canh cặn mà khách ăn dư có thể nuôi sống thằng bé này. Nếu bây giờ ông cứu mạng nó, thì khi lớn lên, nó có thể làm công cho ông, mà ông khỏi phải trả tiền thuê người. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Thế là ông quyết định thu nhận thằng bé và làm một cái chuồng gia súc bằng gỗ, mái lợp tranh, cho thằng bé ở. Hằng ngày nó giúp ông rửa bát, quét dọn, ăn đồ thừa mà sống qua ngày. Trong mắt lão chủ và con gái, đứa bé này bất quá chỉ là một con vật biết nói, cho dù nó có nhức đầu cảm sốt, bị muỗi cắn trùng rỉa, chi chi, thì cũng mặc. Họ để nó tự sinh, tự diệt. Nhưng tính ra thằng bé này mạng lớn, nó cứ thế mà trưởng đại. Thế nhưng, do từ nhỏ đến lớn, không ai xem nó là người, ngoài việc sai khiến nó tối tăm mặt mũi ra. Chẳng ai thèm chuyện trò với nó. Hễ gặp chuyện gì không vừa ý, thì cha con chủ nhân lại trút giận lên mình nó. Nếu không đánh, thì cũng chửi mắng. Cho dù nó rất kiềm tiếng ít lời, ngờ nghịch, ngốc nghếch, song vẫn bị đối xử rất tồi tệ. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, lão chủ cũng muốn chọn người ở rể. Nhưng ngẫm nghĩ, ông lại sợ mình chết rồi, gia sản sẽ bị thằng rể chiếm mất. Vì vậy, dù có rất nhiều người cầu thân, nhưng ông cứ trù trừ, lần lựa chẳng muốn gả con cho. Cuối cùng, ông bỗng nảy ra ý hay, ngoái dòm lại thằng mồ côi ông nuôi bấy lâu. Nếu như mà gả con cho thằng tớ này, thực tế nó chỉ là tên nô lệ thuần phục con gái mình, vậy thì khỏi phải lo gia sản lọt vào tay kẻ ngoại nhân. Thế là ông chủ thông minh liền an bài cho con gái một cuộc hôn nhân dạng vô sai thất. Con gái mặc dù tuân lệnh cha, nhưng tất nhiên chẳng chịu chung phòng cùng chồng, tức là tên nô dịch ngu đần dơ bẩn này, nên cô đã sống cả đời trong tư tình phóng túng vụng trộm. Còn thằng bé thì suốt kiếp
sống cảnh lao dịch, oan khuất, tủi nhục. Đứa con gái trong câu chuyện là Tần nữ sĩ ngày nay, còn tên Lưu Dịch mồ côi chính là chồng bà hiện thời. Tập quán sống thiếu vệ sinh không tốt là do tháng ngày sống trong chuồng thú đời trước dựng thành. Da trên mình sần sùi ghẻ chóc, một phần là do ác báo tiền kiếp của bản thân, và một phần cũng do cảnh sống trường kỳ ở dơ, luôn bị mũi mòm châm chích tạo thành. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng phải chẳng báo, mà là chưa đến lúc. Nhân duyên tệ lậu từ tiền kiếp đã chiêu cảm quả báo hôn nhân thống khổ cho Tần cư sĩ trong đời này. Kiếp trước, đứa bé đã dắt kiệt sức, làm nô dịch cho chủ nhân cả đời, mà không được trả công một đồng nào. Thì đời này, nó đến đòi nợ. Tần cư sĩ bị đánh, bị mắng, chính là trả báo ngày xưa, bà từng đánh mắng nó. Đến như cuộc sống phu thê đời này, cũng là phiên bản của đời trước. Muốn biết nhân đời trước, nhìn thọ báo đời này. Tần cư sĩ đời trước làm ác, đa phần là do từ nhỏ chịu ảnh hưởng phụ thân. Đời này, bà hiếu kính mẫu thân, tâm đại thiện hiền lương, ưa nghe Phật Pháp, lại biết quy y Phật, ăn chay niệm Phật. Chỉ Phật Pháp mới có thể giúp bà giải quyết, chấm dứt nợ cũ. Cho nên, xin Tần cư sĩ, khi đã hiểu rõ nhân duyên đời trước rồi, không nên sinh tâm oán hờn, chán ghét đối với người chồng hiện tại nữa, mà phải biết nắm ngay cơ hội gặp gỡ trong đời này, thành khẩn sám hối tội nghiệp đời trước. Sống phải thường thấy lỗi mình, ít bàn về lỗi người, nhất định sẽ gặp hung hóa cát, biến nạn thành an. Bà phải tụng nhiều kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, hồi hướng cho tên nô dịch kiếp trước, thì nhất định chồng Tần cư sĩ sẽ thay đổi. Tôi tiếp điện thoại xong, ngoái nhìn Tần cư sĩ đang ngồi yên lặng, mưa trên mặt đã dứt hạt, hiện đang trời quang mây tạnh. Hơn nửa năm trôi qua, Tần cư sĩ đã gọi điện đến hai lần. Một lần, hỏi về các sách kinh Phật giáo, lần khác thì kể, bà đang bận công việc bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm tôi. Nghe giọng nói của bà, chứng tỏ tâm tư đang vui vẻ. Tâm sự Trùm Du Đạn. Thưa chư vị cư sĩ, tôi tên là Lữ Sơn Kiệt, người Hà Nam. Một ngày cách đây hơn 4 năm, trong lúc nghỉ trưa, tôi tình cờ nghe cô Lý Linh kể các câu chuyện kỳ diệu của vợ chồng cổ, khi họ đến Ngũ Đài Sơn lễ hòa thượng Diệu Pháp cho những người trong xưởng nghe. Những câu chuyện báo ứng nhân quả này thiệt là hấp dẫn và lôi cuốn, khiến cho tôi rất là thích nghe, nhưng không dám tới gần vì sợ làm ảnh hưởng tâm tư mọi người. Xong, khi tôi đi tới thì thấy các vị trong xưởng hầu như chẳng ai tránh né tôi hết. Ăn tối xong, tôi không kiềm chế được cảm giác xúc động, vì lần đầu tiên tôi được nghe Phật Pháp, nên ráng thu hết can đảm, đến trước nhà của Lý Linh. Thiệt là may, lúc này chỉ có cô và ông xã là đang cư sĩ ở nhà. Hai người họ chẳng những không đuổi tôi đi, ngược lại còn nhiệt tình tiếp đãi nữa. Một kẻ không được ai hoan nghênh như tôi. Vợ chồng cô Lý Linh là đệ tử của Hòa Thượng Diệu Pháp. Tôi nói chuyện với họ tới 3-4 tiếng đồng hồ. Được Pháp Phật tẩy gọi thấm nhuần, không những tôi hiểu được nguyên nhân bệnh hoạn trên thân mình, mà tôi còn biết rằng, nếu như tôi không sớm hối cải sửa lỗi sám hối, thì tương lai chắc chắn sẽ phải đọa địa ngục vô gián. Tôi là người như thế nào hả? Xin thưa với quý vị, con nít mà đang khóc ầm ĩ á hả? Chỉ cần nghe người lớn nói một câu, Lữ Sơn Kiệt đến kìa, là chúng lập tức nín hết. Tên của tôi có thể giúp người trong thôn làng đem ra hù con nít,
thì phải biết là thành tích oai hùng của tôi rất gian danh nổi cộm. Đây nè, xin thí dụ một chuyện nhỏ, nói chung là như hạt mè thôi, để mọi người hiểu tính cách hảo hớn của tôi như thế nào. Nhiều năm lâu xa về trước, ngày nọ, tôi cùng một người bạn tản bộ trên đường, vừa đi vừa nói cười rôm rã, thì ngay lúc đó, bỗng nghe phía sau có tiếng còi xe tin tin vọng tới. Tôi ngoái nhìn lại, thì thấy đó là một chiếc xe vận tải to lớn. Ôi, nhưng mà tôi vẫn tỉnh bơ đi nghênh ngang trên đường, chẳng thèm để ý tới nó làm cái gì. Kiệt! Tiếng kèn xe rống to như là muốn xé tan cái màn nhĩ á. Tôi giật nảy người, cả tài xế xuống quát to. Mày muốn chết hả? Chiếc xe lúc này đã dừng lại. Tài xế thò đầu ra mắng tiếp. Đúng là mày tự tìm cái chết mà. Tôi nghe xong, đầu bốc quả, liền chạy tới, đập rầm rầm vô cái xe, tay trái nắm chặt cửa xe, tay phải thôi lia lịa vào tên tài xế. Đột nhiên tôi phát hiện, cái người ngồi bên phải hắn là một cô gái xinh đẹp. Thế là tôi lập tức nhảy xuống đất, chạy vòng qua bên đó, mở cửa xe ra, dùng thân đè lên người cô gái, và tay phải thì đấm tên tài xế như tử. Những ác nghiệp tạo trong quá khứ, tôi chỉ kể tí xíu cho mọi người nghe, để biết tôi có thành tích anh hùng ra làm sao thôi. Nói thiệt nghe, tôi kể ra mà cũng thấy xấu hổ lắm, vì từ khi biết Phật Pháp rồi, hãy nhớ tới là tôi ăn năn và đau lòng vô cùng. Bởi vì vậy mà tôi quyết tâm sám hối sửa đổi, nguyện từ nay bỏ tà quy chính, làm một người thiệt là tốt, đổi mới hoàn toàn. Cái tin mà tôi cải tà quy chính là một điều quái lạ, nên chẳng mấy chốc được đồn khắp nơi, lập tức đủ lời gièm pha của mọi người truyền đến tai của tôi. Gì? Cái thằng Lữ Sơn Kiệt muốn học Phật hả? Vậy thì cất ngựa cũng có thể nở qua đó. Phật giáo dù có tốt đến đâu, hễ mà có Lữ Sơn Kiệt nhào vô thì tôi đây không thèm học Phật nữa. Quả tình còn rất nhiều lời khó nghe vô cùng. Nhưng lúc đó tôi nghe xong cũng chẳng hề nổi nóng, mà còn tăng thêm tâm sám hối nữa chứ. Đúng là tôi từng tác tệ đến nỗi ngay lúc muốn học Phật, muốn làm người tốt, mà không ai dám tin. Đây chính là báo ứng mà. Trồng nhân gì thì gặt quả đó, không có sai chút nào hết. Thế là tôi âm thầm hạ quyết tâm. Lữ Sơn Kiệt tôi, trước đây quen sống xấu xa, xấu tới thiên hạ biết mặt, biết danh và chạy làng. Hôm nay, thân tôi rơi vào cảnh bệnh hoạn, không những toàn thân vô lực, mà còn hay bị chóng mặt, choáng váng. Đàn cư sĩ nói tất cả đều là quả báo, do tôi đánh người, sát sinh mà ra. Bây giờ tôi đã được nghe Phật Pháp, hiểu rõ và tin có báo ứng đáng sợ rồi, nên quyết tâm làm lại cuộc đời. Thề từ nay vĩnh viễn làm người tốt, là đệ tử ngoan của Đức Phật. Đức Phật từng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thế thì vì sao mà tôi lại không thể chứ? Tất nhiên đã quyết tâm tu sửa, thì phải biết đón nhận những khinh miệt rẻ rúng mọi người dành cho mình. Chư Phật và Bồ Tát chẳng phải đã từng dạy, kẻ phạm lỗi, một khi đã hiểu rõ Phật Pháp, thì phải biết khiêm cung nhận lỗi, phải nhẫn giỏi và bắt đầu tu tỉnh, học tập từ ngay trong những lời mạ nhục chửi mắng hay sao. Từ đó, cứ mỗi khi tan sở về nhà, tôi vùi đầu nghiên cứu kinh Pháp, không những dứt tuyệt ăn mặn, mà ngay cả rượu, thuốc tôi cũng bỏ luôn. Dù trước đây tôi là con sâu rượu, nhậu như là hũ chìm, miệng lúc nào cũng phi phèo, thuốc lá y như là ống khói tàu. Mỗi ngày tôi còn ở trước mặt Phật kiểm lại những lỗi lầm trong quá khứ, chân thành phát lộ sám hối, từng lỗi sát, đạo, dâm, vọng, tôi đều dũng mãnh thầy đức đoạn, bỏ ác theo thiện. Tôi lại 100 lễ, 200 lễ, 300, 1000, xin hồi hướng cho các sinh vật bị tôi giết hại, hồi hướng cho những người bị tôi đánh mắng, mạ nhục, hồi hướng cho những người bị tôi bắt nạt, ăn hiếp. Mỗi một lại đều xuất phát từ tâm chí thành sám hối của tôi, đều mang theo những giọt lệ ăn năn. Tôi lại, đến ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra mình là Lữ Sơn Kiệt nữa. Cuối cùng rồi cũng đến một ngày,
các bạn đạo chịu tiếp nhận tôi. Láng giềng hương thôn, mỗi lần gặp tôi đều vui vẻ chào hỏi. Cất ngựa đã nở hoa, tên ác quỷ. Lữ Sơn Kiệt giờ đã biến thành người, đã sống lại, đổi mới, đã quay về vị trí làm người, đã có tư cách con người rồi. Đan cư sĩ còn dẫn tôi đi quy y hòa thượng Diệu Pháp, tôi vui và mãn nguyện lắm, dốc toàn lực, bắt đầu một cuộc đời mới. Đêm nọ, tôi nằm mơ thấy một con chó đen, cao to, nhìn rất là quen. Nó hiền lành, quấn quýt bên tôi. Tôi liền giang tay ôm, vuốt ve nó, và nói bất tận những lời thân ái. Sáng ra, khi thức dậy, tôi thấy toàn thân nhẹ nhàng thư thái. Từ đó, bệnh hoạn không để ý tới, và dần dần hết. Một hôm, tôi đột nhiên nhớ lại, con chó đen này chính là mấy năm trước tôi đã dùng dây xiết cổ giết nó để mà làm thịt ăn. Tôi thiếu nợ mạng loài vật quá nhiều, tạo tội rất là nặng, tích nghiệp thành bệnh. Nhờ tôi chân thành sám hối, tụng kinh hồi hướng nên đã được chúng vui lòng giải oán kết, xóa hận. Con chó đen không những không hận tôi, mà trong mộng còn tỏ vẻ thân thiện, giải thích rằng nó được giải thoát. Tôi quyết tâm từ nay về sau vì những sinh vật mình giết hại, tụng kinh địa tạng và tụng mãi để cầu siêu cho chúng, hy vọng chúng sớm giảng sinh cõi lành, cùng tôi chuyên thành Phật đạo. Mấy năm sau đó, tôi vẫn là một nhân vật nổi danh nhưng không còn khiến người gặp phải quản hồn kinh sợ nữa, mà trái lại, khi ông, bà hay là ba má ai đó dạy con cháu không nghe, họ luôn đem tôi ra làm gương để nhắc nhở. Lữ Xuân Kiệt có thể biến thành người đại tốt như vậy, không lẽ con chẳng thay đổi được hay sao? Tôi đã thành người mẫu, thành tấm gương, để các bậc cha mẹ đem ra bắt đám con ngỗ nghịch noi theo. Như vậy, Lữ Xuân Kiệt này sống ở nhân gian, cũng không uổng phí. Tôi hiểu được rằng, tâm là do ta làm chủ, thân ta tạo ác hay hành thiện cũng do tâm làm chủ, tâm chuyển biến thì tất cả đều đổi thay. Nhờ vậy á, mà tôi từ một người ác mới có thể biến thành thiện, trở thành một đệ tử sơ cơ căn bản của Phật, phiền não tức bồ đề, tất cả do tâm tạo mà. Nguyện những ai có hành vi bất lương, giống như tôi. Quả báo bất hiếu. Con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ, cha đối chết. Thử hỏi thế nhân, tình nghĩa đâu, trời xanh chẳng tha thứ tội này. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện xảy ra tại quê họ, hỏi rằng, đây có phải là nhân quả báo ứng như Phật nói chăng? Tại thôn X, huyện Y, thuộc tỉnh Cát Lâm, có một gia đình 8 người, trong một thời gian ngắn, xảy ra bi kịch, mà khắp 10 phố 8 quê ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này, suốt bao năm dốc sức cày cấy nuôi dưỡng 6 người con, gồm 3 trai, 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi buôn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ. Rất vất vả, khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh, rồi qua đời. Trong thôn, ai cũng thở dài, cảm thán, nói ông bệnh khổ. Nhưng bà vợ của ông mình lại càng khổ hơn, vì ông chồng mất chưa đầy 1 tháng, thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bản thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. 6 đứa con, gồm trai lẫn gái, và 6 dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối xử thế nào với người mẹ cả đời gian khổ này? Mới đầu, họ sắp 2 người 1 bang, luân phiên chăm sóc mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, vợ chồng 3 đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa,
thường nổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy, họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu, ba đứa con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh. Sau đó họ nghĩ rằng, nếu ăn uống, thì phải đi nhà xí. Nên ba con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng. Có khi cả ngày không cho bà dùng gì. Do con gái cùng ba nàng dâu không hòa, cho nên 10 ngày nửa tháng, họ cũng hiếm khi đến. Có lần, ba cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện bà yếu đến không còn sức, ghé tai sát vào, mới nghe bà thều thào. Mẹ đói! Mẹ đói! Thế là, họ tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ, ba nàng dâu thấy vậy phát thịnh nộ, vội chạy đến chỗ mẹ chồng, lớn tiếng quát. Trời ơi! Mới ăn xong 2 chén cháo mà còn đòi ăn nữa! Trời đất ơi, làm vậy á, khiến con gái của bà tưởng tụi tôi bất hiếu đó. Nhờ ba cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng chút ít. Lúc cho mẹ ăn, ba cô con gái thừa dịp ba chị dâu đi vắng, bèn luồn tai vào, sờ thấy bụng mẹ hớp gầy, chứng tỏ lời ba chị là dối trá. Thế là hôm sau, ba cô con gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Bà mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng sức lực, bà mách nhỏ với ba cô con gái. Tụi con mà không đến, thì tụi nó, con nước cũng không cho mẹ ăn nữa. Tụi nó muốn để cho mẹ chết đói đó. Bữa nay... được ăn ngon quá. Mấy ngày sau, ba cô con gái mang đến cho mẹ thức ngon để tẩm bổ. Đang cho bà ăn, thì bị ba con trai nhìn thấy. Họ liền vào giựt, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Viện cớ là bệnh xuất huyết não, không thể ăn đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo, mấy cô đó, đừng có tới cho mẹ ăn, rồi không chịu cưu mang nha. Các cô á, mà làm cho mẹ chết á, thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ á, thì hãy rước về mà lo. Đừng có mà cho ăn mà không chịu cưu mang à. Trời ơi, nếu có hiếu á, thì đem về nuôi đi. Mỗi lần tới, đem đồ ăn, thật là giả tạo. Cứ đòi ăn hoài, bà ăn rồi bà cứ đi, bà ăn rồi đi rồi hoài, ai chịu nổi? Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc đồn vang. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Mẹ ơi, 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 mẹ ơi. Sự nhẫn tâm bỏ mặc mẹ đối khác đã khiến bà cụ số mệnh khổ đau, bất hạnh, phải sớm lìa đời. Tiếng các con bà khóc than kêu gào nghe vang trời động đất, họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn. Giấy tiền vàng được ném đầy lên không, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán. Một tháng sau, cậu con cả bị nghẽn mạch máu não phải đi vào bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu, nhưng trở thành bán thân bất toại, sau đó tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện mới 1 tháng, thì cậu hai và nàng dâu cả nối tiếp vào bệnh viện. Họ cũng bị chứng nghẽn tắc mạch máu não. Được 12 ngày, hai người này chưa xuất viện, thì cô con gái thứ hai cũng bị đồng chứng bệnh trên, phải nhập viện gấp. Cô con gái thứ hai xuất viện được 2 ngày, thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện, không phải bị nghẽn mạch máu não, mà bị thủng bao tử. Nàng dâu ba còn đang điều trị, thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét. Lúc đưa đến bệnh viện, tuy còn thở, nhưng toàn thân xương cốt, đa phần, đều bị gãy. Xương gối trái thì đứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra, người mẹ chết chưa đầy năm, thì con trai, con gái, dâu rể đã liên tục nối nhau vào bệnh viện. Người nào ra viện cũng tốn hơn vạn tiền, có người bình.
Trời ơi, bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt nha, vì thu được bộn tiền á. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang. Một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng biết. Chuyện họ đã trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc, khi nghỉ ngơi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng nhất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết. Cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ, khi di chuyển qua đường, lại bị xe tông làm tổn thương não, thành người thực vật. Nghe nói đến nay, vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu, thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dày vò hành hạ hơn một năm, thì chết. Sau đó, nàng dâu cả bị nghẽn mạch máu não, cũng lìa đời. Láng giềng tôi kể rằng, cháu trai cháu gái nội ngoại của bà, đa số đều do một tay bà chăm sóc, nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong các thiền tri thức dạy cho họ Phật Pháp, để chuyển biến vận bệnh xấu về sau này, nếu không, thiên lý trừng phạt công minh, kết cuộc bi thảm của hậu bối bà thật khó mà tưởng tượng. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đối khác, ngầm hại chết mẹ, tuy dân chưa mất, quan chưa tra, họ không bị quốc pháp trừng trị, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Những người con bất hiếu này, từng người một, đều thọ ác báo. Đây thật là, vạn sự vạn vật trên đời, đều đang thuyết pháp. Thiện nhân, thuyết pháp của thiện nhân. Ác nhân, thuyết pháp của ác nhân. Người, thuyết pháp người. Súc sinh, thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch, để mọi hành vi, từ ăn ở đi đứng, đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống, phải hành xử như thế nào, là do bạn quyết định. Tôi đem những chuyện hiền thế báo ứng trong đời sống, ghi vào quyển sách nhỏ này, chính là muốn cảnh báo nhắc nhở, những người con bất hiếu, nên sửa tà quy chính. Quả báo, bội tính, vong dĩ. Chí Văn Đông, hơn 40 tuổi, thân mặt hiếu tang, mắt đầm đìa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của thiến trương láng giềng, lâu thật lâu, vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ thiến trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thiếm trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi, thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình. Ký thác toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức, tài sản hồi môn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó, anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này: chúng ta đều là người một nhà, con em thì cũng như con anh chị. Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn. Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười. An lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó, cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày, thiếm trương láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa, cứ cách 5-3 ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn, âm vang nghe rõ mồn một. Thiên trương tốt bụng, đã nhiều lần can gián, nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó, Thiên phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi, thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa, nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thiên trương bèn đến gần, hỏi han mấy câu,
thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thiếm Trương thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa, mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, Thiếm Trương không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, Hương thôn, ai cũng biết chuyện, nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại Văn Đông. Lì bướng không ngoan, bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo, cũng chẳng làm gì hại nó. Họ còn trách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu, nào có máu mũ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông. Vả lại, người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện đồ bộ của họ, dù rất bất bình, nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm, rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thiếm Trương nhiều lần thừa lúc hai bác Văn Đông đi vắng, lén đút nhét, chăm bón cho thằng bé. Khi tìm miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến. Thiếm mỉm cười, an ủi nó. Văn Đông dù đã lớn, nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ hai năm trước. Xuân hạ thu cứ dần qua, tới mùa đông, Thiếm Trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân, nhìn nó co ro đưa tay ôm vai, run rẩy vì lạnh. Bà rơi nước mắt, quay về nhà, tìm y phục cũ của con mình, giặt sạch sẽ, may thêm lớp bông độn bên trong, và ngay tối hôm đó, đem sang nhà hai bác Văn Đông, nói là áo bông con mình chê không dùng, nên để cho Văn Đông mặc. Nói xong, bà tự tay mặc vào cho thằng bé. Trước khi Văn Đông thành dân, bà còn may cho nó ba bộ áo bông, không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực, có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ. Cuối cùng, Chí Văn Đông cũng đã trưởng thành, thành tài, có sự nghiệp ổn định, được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng giềng, bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này có sáu người con, họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai khi chúng thành thân. Về phần Văn Đông, đối với sự ngược đãi của bác, không hề nói một lời than oán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc xúi anh đi kiện quan, thì anh nói: "Bác cả nuôi tôi khôn lớn, cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không nhờ bác cưu mang, thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành. Nhưng có câu rằng, trai tốt chẳng tranh điền trang, gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì? Nếu như không học hành, không có nghề nghiệp ổn định, thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu, cũng không giữ được lâu. Tôi nhất định học tập, trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt, để làm việc phục vụ hương thôn mình, cho xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của dân làng, không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác." Dân làng rất quý phục tính dân hậu thực thà của Văn Đông, ở hiền gặp lành. Giờ đây, anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn, hiện có một con đang theo học tại đại học thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm, hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem, hai người bác bồi tính vong nghĩa, làm trái lời thề, bị báo ứng ra sao? Họ có sáu con, gồm bốn gái hai trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi, thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi, cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái út 29 tuổi, cũng vướng bệnh bất trị, y hệt như anh chị mình, mà tử vong. Khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt rung, ngày đêm bất an. Sáu đứa con đã chết mất ba người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây?
Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng, đi cướp bóc, gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não, từ đó nằm liệt giường. Nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh, mắng chửi của con cái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường trai dính bền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi, đây, có phải là nhân quả báo ứng không? Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói, ở quê chúng tôi á, ai cũng nói, đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như là mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp, thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên, phàm phu không hiểu, nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp quả báo tà hạnh. Hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ, thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé, càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi, nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng, không những phá hoại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc, gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù, thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái, hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong thì bỗng nghe đụi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó, dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó, và bảo, con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu, thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào.
và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò. Hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự. Đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả oán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối. Cha bè làm y theo lời tôi dặn, và chí thành tụng kinh, hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học Phật tập tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người, Quan Âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối, năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ bất an. Trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi, hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe, mà còn phản ứng suồng sã, táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn, đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu, tôi kêu thật to. Anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé. Còn chỉ vào tôi, trần tráo bảo. Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi. Trong nhóm của tôi hết trơn á. Nghe vậy, tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích. Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ, vé của tôi hãy để tôi mua. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại bình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm, hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ, bao vây áp đảo tôi, bỗng thét lên thật to. Bác Tài, mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Trời ơi,
Quả thiệt tôi không nhìn được. Lại, không nhìn được nữa. Dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Trời ơi. Dừng xe lại đi. Dừng xe lại. Dừng lại. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quáng đứng dậy hết. Đồng hoảng loạn la to. Trời ơi, mắc tiểu quá. Hết nhịn nổi rồi. Mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi cũng xuống xe. Tài xế vừa dừng, thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường, rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu. Đồ thần kinh! Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, bầu không khí giờ đã yên tịnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì. Chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra, chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ, cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, chỉ cần bằng thành tâm hết lòng. Nhất định sẽ nhận quán ngôn cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngôn Cao Cấp. Làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập. Cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán, từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục vịt, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân, sau máy đếm tiền. Tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa, vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc, bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng, ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt. Miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội. Mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị,
Nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy, cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bản hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ tâm sự quý phu dân tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã Cư Sĩ. Tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn gì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tuy chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là, từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh đã bị bệnh chi đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi. Nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp. Y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nổi danh là học sinh dở, học sinh tồi. Thì vị thầy dạy nó, không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn, trở thành học sinh tốt hay sao? Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn là một người thiệt là tốt, thì sao không thể học theo Phật được? Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay, tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc ướng tay rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè. Những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số du rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó, tin anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó, tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thật là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm xóm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng. Như vậy, tôi diễn viên thành quý phu nhân của ông trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hãy uống nhiều thì gây lộn, vậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm, anh cũng nhậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, quấn con loạn sĩ à. Có lần vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh bộp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm, tôi té xuống, ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói, tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện. Việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rất đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa, cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não, phẫn nộ,
khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ à, anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hãy lãnh lương xong, thì tôi ăn to uống lớn, đi gầy sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói khiêm nhường á, thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tìm vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn dậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà, con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Đinh dùng Phật Pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp và bước vào con đường học Phật, nối gót sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh á hả, không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước á, thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa, khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương hả, tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay á, sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy, gia đình rách nát đến như thế, mà vẫn còn có thể thay đổi, và biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Độ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. Mỗi người chúng ta trong quá khứ, vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận, bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp, khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh, vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối, một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, vân vân. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt. Bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác, thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi, kể về tình trạng sức khỏe của mình. Bà than, thời gian gần đây, mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lể về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được, vội hỏi: Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không? Bà Trần rầu rĩ nói: Trời ơi, tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách
nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã, như đà điếu, nè, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần. Hơn nữa, lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trước đó rồi. Tôi giải thích. Mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tàu ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã, tương tự cá sấu, có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó, không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng, vì sao không nên sát sinh, lý do như sau: chúng ta ăn thịt chúng sinh, sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta. Thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái, từ vai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra. Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã, nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã. Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh Địa Tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó, mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lể, phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ, chân thành sám hối, tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa, khi làm lãnh đạo, đã có tâm cống cao ngã mạn, nóng nảy hẹp hòi, sám hối, mình lúc chưa học Phật đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết, thay vào đó là nét sáng rỡ, hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy, những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng, ẩn hiện. Dưới uy lực chân thành sám hối của bà, chúng sinh tâm tha thứ hỷ xả, rồi từng tớp, cùng bay lên. Trong chốc lát, đã vãng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc. Cả hội trường nhốn nháo, cùng nhau thú tội. Thế là, anh một câu, tôi một câu, ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi, lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ sai quấy của mình đã tạo trong quá khứ. Sức mạnh của sám hối, đúng như Phật từng thuyết trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, như sau: nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm, ác có thể nhổ sạch tận gốc mọi ác nghiệp.